Kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món mì xào bò nha. Những nguyên liệu mình đã chuẩn bị: thịt bò mình đã rửa sạch rồi, 2 giắc mì, mình có 1 bịch nấm bạch tuyết, cải ngọt, cà rốt, hành lá, gia vị, đường bột ngọt, cà nước tương phú sĩ, dầu hào, magie. Giờ mình sẽ pha nước sốt để xào mì nè. Mình dùng muỗng ăn cơm để đo lường gia vị nha. Nửa muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng cà no, 1/3 muỗng tiêu xay, 1 muỗng nước tương, 2 muỗng tương ớt, dầu hào 1 muỗng đầy luôn. Mình cho vô 1 ít nước lọc. Khuấy tan cái hỗn hợp lên. Thịt bò này bây giờ mình sẽ cắt ra nè. Bò này rất là mềm nha, mình mua ở Bách Hóa Xanh á. Đây là cái sớ dọc của nó nè, bây giờ mình phải cắt mình kia như vậy nè. Thịt bò mình sẽ không bị dai. Mình cho vô 1 muỗng bột mì, 1/3 muỗng cà no, 1 đầu muỗng tiêu xay, nửa muỗng tỏi xay, nửa muỗng nước tương, dầu ăn mình cho vô 2 muỗng. Dầu ăn này giúp cho bò của chúng ta sẽ mềm ngon hơn. Giờ mình sẽ trộn bò lên cho nó thấm đều các cái gia vị. Mình sẽ ướp 10 phút nha. Nếu như các bạn có thời gian lâu hơn thì ướp bò sẽ thấm bây hơn, giờ mình sẽ cắt nha. Nấm bạch tuyết ra. Mình sẽ đem ngâm nấm với nước muối ha. Giờ mình sẽ cắt cải ngọt ra. Hành lá mình cũng cắt ra luôn. Cà rốt mình cũng bào ra luôn. Mình sẽ xắt sợi cà rốt ra. Các loại rau củ mình đã cắt ra hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi trộn mì ha. Mình sẽ bắt nồi nước sôi lên. Giờ nước đã sôi rồi, mình cho 2 giắc mì vô trộn. Mình nhớ là trộn đừng có mềm quá. Mình trộn khoảng 1 phút là được ha. Vớt ra là được, nếu không mềm quá ăn sẽ không ngon. Mình sẽ vớt mì ra. Mình sẽ bắt cái chảo lên để xào thịt bò trước. Chảo nóng mình sẽ cho dầu vô. Mình xào bò sơ qua rồi mình đổ ra dĩa ha. Cho vô 1 miếng tỏi. Mình đừng để tỏi vàng quá, không thôi nó sẽ khét và đắng. Lúc này mình xào bò với lửa thật lớn,
rồi xào táo như vậy nè, rồi mình sẽ bỏ ra tô ha. Mình sẽ bắt chảo lên trở lại, cho vô một cái dầu nè, phần tỏi còn lại mình cho vô hết luôn ha. Mình sẽ cho cà rốt vô, cà rốt thì lâu chín hơn, cái cải ngọt á mình phải cho vô trước. Rồi bây giờ mình cho nấm vô luôn nè, để giữ độ giòn cho các loại rau củ. Thứ nhất là phải xào với lửa lớn, thứ hai là xào không quá lâu nha. Mình cho vô 2 muỗng rưỡi nước sốt khi nãy đã pha đó. Mình sẽ đảo thật nhanh tay. Mình cũng cho phần bò khi nãy vô luôn nè. Mình đảo thật nhanh tay nha. Rồi mình cũng bỏ mì vô. Mình sẽ dùng cái xúc bằng gỗ và cái đũa cho dễ xào mì ha. Mình trộn lên cho mì nó tơi ra nè. Nhìn chảo mì lúc này nó không có ra nước, bởi vì lúc mình ướp thịt bò mình đã cho vào một miếng bột mì rồi đó, cho nên giờ mì nó rất là khô ráo. Mì xào như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình tắt bếp, mình cho ra dĩa luôn ha. Mì mình đã cho ra dĩa rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho lên một chút tiêu để tạo hương thơm cho món ăn nha. Chúc các bạn thành công với món mì xào bò. Nếu yêu thích video, hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Kính chào các bạn.